36 kiến họ Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy cảm ứng chứng minh. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Phật. Nam Mô Thập Phương Pháp. Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày 11 tháng Giêng niên Quý Mão, đoàn chúng con quỳ trước điện Bạch Hổ trên non đài Thiên Cấm Sơn. Chúng con cúi đầu cầu xin ơn trên về phù hộ độ cho tất cả trên thế giới được sống an lạc hòa bình, hết chiến tranh, hết bệnh dịch, mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no được hạnh phúc. Và cầu xin ơn trên Tam Bảo hộ trì cho cổ quyền Thất Tổ được tịnh độ siêu sanh, và phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ kịch giảng Tây Phương, và bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly, và quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con lỡ tay vô tình hay cố ý sát hại cũng mau được giải thoát, và cho co đoàn của chúng con đi chiến Đăng Sơn mau giải hết quả căn tan đi chướng nghiệp, về tới ngôi gia của chúng con mạnh giỏi lẫn đầu năm tới cuối năm làm chi được nấy, cho trong gia đạo của chúng con anh em trên thuận dưới hòa, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền, và được tinh tấn sáng suốt cúng lại tu hiền làm lành lãnh dữ, lúc nào cũng nhớ sáu chữ A Di Đà để quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Đoàn xanh mặt cho ba chạy cho ba. Thấy ông nào đau giò đau cắn gì đó, không lại cho ông cạp ông cắn. Đúng rồi. Đang lại ngon quá, đang vô thứ tự vậy ha. Có ai bệnh hoạn vậy? Ừ. Người bả đâu rồi, bả đẳng rồi. Chưa chân. Tại ai có ấy, ổng chịu cạp. Công ty mấy thằng kia cũng chịu cạp hết trơn. Còn không? Hết rồi. Dạ rồi. Dạ. Nó lại động chứ, điện 13 đi, lại điện 13. Dạ. Còn điện 13 kìa. Trời ơi, ông hổ. Mày đi không? Hổ ra tự nhiên bỏ chạy trơn rồi sao cạp. Hả? Đang đi cúng vậy, đang đi cúng tự nhiên ông hổ vô cái đầu bỏ chạy cho rồi sao chị bệnh. Không phải sợ ông quơ ông quạt chứ không có gì. Chị bình thường. Không phải như ông làm cái chỗ đó không à, sợ ông như ông múa lung tung á, mình dẹt ra thôi chứ đâu có sợ ông đâu. Nãy lại mà vuốt là hết bệnh rồi. Phải lại vuốt là hết bệnh rồi ha. Tự nhiên bỏ chạy. Tôi cũng khăn giấy gì nè, tôi giấy ông hổ bạch hổ độ cho cái đoàn chúng tôi là đi cho được khỏe mạnh bình an, mọi dạng sự như ý. Dạ. Về tinh tấn tu hiền theo Phật pháp. Đây ông hổ này có ba chân đó, bởi vậy ông muốn vòng cái ông quỵ xuống còn ba chân cái ông đi luôn thấy không? Còn ba chân, ông có ba chân hả? Ba chân à, ông hổ này ngày xưa về đây tu nè, tu rồi là bị người ta gài bẫy á, gãy hết một chân. Bởi thấy tự nhiên chuối cái đầu xuống đó cái đi gà đó. Ông Tư cãi ra không? Tư ở dưới. Rồi kính thỉnh thần hổ trở về để mà phổ quá nhân sinh trong lúc này các ngài thần lực các ngài cái điện quan các ngài quá quá mạnh mẽ cho nên mà làm cho bà con ta đang sợ, thì xin các ngài nhẹ cái thần lực lại chút chiêu cảm cùng với đồng đạo để khuyến khích trước tu hành để biết được được hiệu quả sau nữa nhà này bị bệnh, các ngài ở đây có bệnh thì ngài trị để mà cho bà con tăng trưởng lòng tin. Ông có ba chân à, nhưng mà là sau này á là thầy Đức Phật thầy Tây An đó. Tôi xung phong nè, tôi có bị tê cái giò nè. Cái tay này ông hổ giúp giùm đi. Giúp lại duyên cùng cái đồng đạo ngày ơi. Lúc này là khỏi rồi. Còn này tôi lớn tuổi với anh Tư nè, nhất tê đây. Bắp thổ sơn mà đâu phải thường. Tay. Bắp thổ về cái giò này nha. Bắp thổ sơn mà đâu phải thường. Giò này nè nha, bắp thổ ơi, ông bắp thổ ơi. Tay. Chiêu cảm thần lực của Bạch Thổ Sơn. Nãy đi rắn cơ con mẹ còn không. Nó xếp gì mà còn đảo đảo này ha. Dạ, không đi luôn ha. Kêu chị hai. Này mà có thao nước là đưa ông hổ, là nếu ông hổ là ông liếm sạch trơn á, cái tô nước á liếm bằng lử á nha. Liếm bằng lử á, ông hổ thật là nếu mà chú có cái tô nước để là tự cái lử cũng liếm sạch trơn luôn á, chứ không có bưng uống nha, để dưới là liếm đó. Bị có cái giò hả? Có giò hả? Hàng chi ổng đi vòng vòng hả? Hết rồi ha. Rồi, cảm ơn thần Bạch Hổ. Quá dữ quá. Rồi, với Đà Phật. À, sao đứng đó gụng cho thằng chú vô đi chú, vô trị bệnh đi chú. Thấy sao nó hơi ngán. Thấy sao nó hơi ngán, trời ơi. Thấy Bạch Hổ mà thấy sao nó hơi ngán. Rồi, để cho sát nghỉ ngơi chút. Dạ, với Đà Phật.
Rồi. Rồi. Vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, thì này là cái duyên mà không có hẹn mà gặp, nên cho Phú quay để gửi đến tất cả quý vị có những cái câu chuyện lạ, tâm linh, huyền bí tại vùng Bảy Núi nha quý vị. Và đây là tất cả quý đồng đạo đi núi, cũng tình cờ người nào cũng không có biết là ngày về bỏ chạy ra chứ. Chú này là về tới đây thì dọn luôn á. Không phải ở đây dọn ở nhà luôn á. Dọn. Dọn sát đây. Dạ. Điện lên tới đây là thôi dọn sát. Dạ. Thì đây có mấy cái điện chúng là về hồi sớm điện dưới về rằng. Vậy đó hả? Chào cô, sao rồi, sao mình máy ướt nhẹp chứ hả? Chị bệnh, ông hổ về chị bệnh hết bệnh rồi. Khỏe không? Khỏe. Đỡ không? Đỡ rồi, đỡ rồi. Chút đi xuống là khỏe ra luôn. Nãy sợ không? Không sợ, nhưng mà sợ ông như ông sợ muốn mang qua lại đó. Không sợ sao con thấy cô chạy đầu tiên? Nhưng mà sợ có cái là quằn quằn, sợ chúng người. À vậy đó hả? Sợ chúng người thôi, chứ còn cái sợ không sợ, đây là tâm linh. Vậy đó hả? Mình phải mà phấn đấu lên, mình tin tưởng. Chứ không có khi nào sợ sệt mà không có gì nghi ngờ hết. Rồi bữa nay đi núi mệt không? Đi núi có mệt, nhưng mà chắc này phải có mệt. Vậy là nói thiệt, đi núi có mệt chứ. Nói thiệt nha. Mệt, mà đi khúc nghỉ, có ngựa cháu nè, nó ủng hộ, nó đẩy tới là phải ra. Tại nghe đồn ta nói đi núi mệt muốn chết, thở muốn chết luôn mà nó khỏe. Khỏe quá. Không, có mệt mà có khỏe vui lắm. Vậy đó hả, rồi cảm ơn cô. Chào chú, trời ơi, ăn cani bỏ áo trong quần, đeo hình cá sấu nữa nè. Cái quần cá sấu mà sao chú nhát chứ hả? Đâu có, bị gì mà đâu có bệnh hổ chị. Không bệnh sao con nghe ông nói hồi nãy, ông nói tôi nhìn thấy ớn quá, không dám vô. Thấy búa búa thôi. Dạ, dạ, rồi nha. Dạ, cảm ơn chú. Chú này nhìn hình cũng dữ lắm nè. Dạ, không, nhìn cái hình cái thằng Lực dữ lắm, râu rồi nè, ha. Tóc rồi nè. Dạ, sớm giờ có vô không chú? Không. Không có hả? Sao con thấy cái hình ông dữ lắm á trời. Muốn vô mà vô không được. Ba lít rồi đó. Ba lít hả? Vậy là nhậu thì mới dữ phải không? Hàng chi thấy hình quá vậy. Không đi. Dạ. Yeah. Bị sai rồi đâu đi được đâu. Ba lít thì nằm luôn hả? Còn trả lại đó. Rồi xin kính chúc toàn thể quý cô chú nha, có nhiều sức khỏe, vạn sự bình an nha. Đoàn của mình đâu về đây chị? Chợ Mới nha. Chợ Mới Kiến An ha. Rồi vậy đó ha. Chàng Tóc ông Hai. Phụ thợ ông Ba, ông Hai khuyên. Dạ dạ dạ, chúc sức khỏe bình an. Dạ dạ dạ. Con về hoài ha, con về bên cốc ông Hai hoài à. Về thăm bà Út con rau á. Dạ bà Út con rau. Đúng rồi, rồi chúc cả đoàn sức khỏe, may mắn đi giải hết quả căng, giải hết bệnh nha. Dạ, yeah, Nam Mô A Di Đà Phật, chào. Mấy cô ơi, mấy chú ơi, cho tôi uống lựa phiên nha. Gặp Bạch Hổ về đừng có sợ. Cái thằng Lực có ngày vậy, ngày hiền lắm, ngày hổ độ chúng sinh. Hiền lắm. Tại con hết sợ, lúc trước con sợ mới. Tại cái thằng Lực này là vậy đó. Hả? Mới lúc đó mới. Chú Phú quê ở đâu chú? Dạ, con ở Long Xuyên chú. Không biết. Dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, nó mua gì đâu phải cơ chào. Dạ. Để dạy luôn. Dạ dạ, chào.